Em xin được chào chị ạ. Hôm nay là một ngày mùng 2 tháng riêng năm Nhâm Dần, cũng là ngày đầu xuân năm mới. Thì chị đến chơi với em, cảm ơn chị đã đến, thật tuyệt vời quá. Kính thưa thầy thuốc Minh Cương, vâng. Minh Cương, thầy thuốc Đông Y, một nhà thầy thuốc Đông Y. Hôm nay là một đầu xuân năm mới, Tân Hợi đã qua, Nhâm Dần đã đến. Hôm nay chị đến trước hết là chúc sức khỏe tới các cụ bà, cô bà cùng toàn thể gia đình, gia quyến nhà mình cũng sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Chúc các em trong cuộc sống còn nhiều may mắn, thế chứ hạnh phúc tràn đầy. Chúc thầy thuốc, thầy bác sĩ Minh Cương Đông Y được thầy thuốc được phát triển mạnh mẽ hơn nhiều để giúp toàn tất cả bệnh nhân trong mọi miền Tổ quốc. Vâng ạ, hôm nay một ngày những ngày đầu xưa gọi là những ngày đầu xuân năm mới, hôm nay là mùng 2. Chị đến thứ nhất là thăm nhà thuốc, vì chị cũng là người ở cùng quê, chị cũng ở thôn Thọ Vực, xã Đại Bình, huyện Đức Hòa, thành phố Hà Nội, là một người cũng là mến mộ nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường. Chị đến đây em xin được thay mặt nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường cảm ơn chị. Thì nhà thuốc từ trước đến nay cũng có mấy cái mảng thuốc chữa bệnh được cũng rất nhiều người được tin và sử dụng các sản phẩm. Đầu tiên đó là bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa cuộc sống chèn ép, bệnh táo bón kinh niên, bệnh lở loét hoại tử khoang miệng và bệnh ho hen suyễn. Nhà thuốc chuyên sâu về bốn cái món đấy. Thì chị cũng là một người ở trong thôn, hôm nay là chị đến chúc Tết nhà thuốc, thay mặt nhà thuốc cảm ơn chị. Mà chính là kính thưa đồng bào trên đất nước Việt Nam cũng như toàn cầu trên thế giới, một nhà thuốc thầy Đông Y, thầy thuốc Đông Y Minh Cương là một thầy thuốc nhiều người trên toàn cầu thế giới này đã được khỏi rất là nhiều bệnh. Thì tôi tin tưởng rằng tất cả đồng bào đất nước ta cũng như toàn cầu là luôn luôn là hướng về thầy thuốc Đông Y của Minh Cương, thôn Cung Sáng, Đại Bình, thành phố Hà Nội. Vâng, cảm ơn chị. Xin hỏi chị năm nay bao tuổi rồi ạ? Năm nay chị 69. Wow, 69 mà có cái phong thái cũng rất là trẻ trung. Thì cũng mong sao là chị luôn luôn là nụ cười. Và bởi vì một người, các cụ nói ngày xưa vui như vậy thật là thật. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Vì khi cười là cơ thể con người ta là được sản sinh ra các cái hormone rất là tốt. Và các cái cơ mặt nó cũng lở nụ cười theo. Và các cái tế bào của cơ thể nó cũng lở nụ cười theo. Lên những người hay cười là những người trẻ lâu là như vậy. Chị cũng là một người cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Không biết giàu nghèo ra làm sao nhưng mà trên môi hay là một nụ cười là cảm thấy là hạnh phúc rồi. Thế hôm nay chị đến đây chị có hay làm thơ nhỉ? Chị có đọc thơ Minh Cương nha. Hôm nay chị làm bài thơ chúc Tết luôn nha. À vâng. Thế tất toàn là toàn hương nha. Vâng. Thì là xuân nay xuân đến rồi, xuân đến trong từng mọi nhà, chúc mọi nhà đều được an khang. Chúc ông bà tuổi già sức khỏe, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tròn đầy, chúc tuổi thơ quyên học thành tài, chúc nhà nông mưa tốt bội thu, xuân ơi xuân quên đến rồi. Chúc thầy thuốc Minh Cương nhá, Đông Y nhá, tuyệt vời quá, chúc toàn cầu đồng bào trên thế giới nhá, trên đất nước mình nhá, như toàn thế giới được bách bệnh tiêu tan, bệnh bệnh tiêu tán nhá. Vâng đấy, cơ bản là có sức khỏe, khi có sức khỏe thì làm gì cũng được đấy. Không có sức khỏe thì làm gì cũng khó. Thậm chí không có sức khỏe đi một bước cũng khó và thở một hơi cũng khó. Nên cái sức khỏe là một cái thứ là quan trọng nhất. Nhà thuốc bên em thì là ngoài việc đón bệnh nhân tới nhà để chữa bệnh thì là có gửi các cái sản phẩm thuốc đến tận tay người sử dụng. Bởi vì có những người sử dụng là người ta ở rất là xa, có thể ở miền Nam, có thể ở miền Trung và có thể ở các cái vùng khác, có thể ở ngoài Bắc nhưng mà vùng rất là xa, cách có khoảng nhiều trăm cây chẳng hạn, người ta khó đến thì nhà thuốc cũng thiết kế các cái thuốc thích hợp để gửi qua các đường bưu điện. Đấy, rất là thuận lợi, bởi vì thời buổi bây giờ là thời buổi cũng là hiện đại rồi, thời buổi 4.0 rồi. Đấy, lên các sản phẩm là có thể gửi tay người sử dụng một tay thuốc cứ gửi chuyển đề là super, là đi nơi miền Tổ quốc hết. Dạ vâng, thế hôm nay đầu năm mới thì chị có đã đi chơi nhiều nơi chưa ạ? Thì năm nay thì chưa, thì đến cây đào năm nay Minh Cương và gia đình mua cây đào về mùa xuân rất là đẹp tuyệt vời, có cả những cái câu là gia đình an khang
dự nghĩ ít tiền vào như nước. Tiền vào như nước để đâu hết tiền. Bây giờ chị ra đẹp thế nào, chị ra ngắm đào một chút nhá. Chị thấy cái đào này thế nào mà chị trông là đẹp, mà chị phân tích cho em là đẹp. Cái đào này thứ nhất là nó có nhiều nhánh, nhiều nụ, nhiều lộc, nhiều hoa. Đấy là cái đào này đẹp. Bên cạnh cái đào có những là cài những cái đời là hay ý tốt. Vâng, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, bạn chữ nhí, an khang thịnh vượng. Tấn tài, tấn lộc. Tấn lộc, tấn tài, nước vào, tiền vào như nước. Đâu, không có tiền vào như nước. Có chị ở trên này có mà. Buôn may bán đắt thôi. Buôn may bán đắt, buôn được những người. Đấy. Ngoài cái đào còn một cái cất, cái quất rất là nhỏ thôi chị. Cái quất rất là đẹp, mà tán lá rất là đẹp, quả rất là đẹp bập, mà rất là đẹp. Và tôi đi rất nhiều nơi, nhưng mà khi vào nhà thầy thuốc của Đông Y Minh Cương, tôi mới thấy là nhà thuốc của Minh Cương này đã mua những cây cảnh rất tuyệt vời đấy ạ. Thực ra là đắt thì là không, nó cũng đắt nhưng mà nó có sự ấm áp ấm cúng của ngày xuân. Thì thông thường ngoài Bắc Bộ thì là có những cành đào, còn ở trong Nam chắc là có mai thôi, bởi vì nó đặc trưng vùng miền. Đấy, đặc biệt ở đây thì có thêm cây quất nhỏ nữa để tạo cái không khí ấm cúng cho một cái ngôi nhà Việt nói chung, ngôi nhà ngoài Bắc nói chung. Hôm nay được chị ở trong làng đến hỏi chúc mừng năm mới, thì nhân tiện đây thì em cũng chúc chị nói riêng và toàn thể anh chị em, cô bác ở khắp mọi nơi nói chung có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Nói gì thì nói, phải có sức khỏe đầu tiên đã, vì khi có sức khỏe chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Nếu không có sức khỏe thì đi đâu cũng khó, đi một bước cũng khó, thở một hơi cũng khó. Nên các cụ xưa vẫn nói rằng là sức khỏe là đầu tiên. Đấy, có sức khỏe cho dù ăn rau ăn cháo cũng vẫn thấy vui. Đấy, thì em cũng chúc chị và toàn thể mọi người, cô bác anh chị em gần xa có một năm mới, năm Nhâm Dần cũng như nhiều năm sau nữa gia đình được an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn chị ạ.